Hello cả nhà, ở bên này mình sẽ cùng tìm hiểu về hai thuật ngữ được sử dụng rất là nhiều khi tích kể cả workload trên cloud. Là thông thường mục tiêu là sẽ có những cái thiết kế kiến trúc cần phải đạt độ gọi là performance và efficient. Thì performance và efficient là hai thuật ngữ mà có thể là mọi người dùng một cách thói quen đó, nhưng mà nó hai thuật ngữ là có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thì để thiết kế một workload trên cloud thì đòi hỏi không chỉ có performance mà còn đòi hỏi cả efficient nữa. Thì performance và efficient, hai cái này nó có giống hay khác nhau không? Thì thực tế thì hai này nó khác nhau một mình cũng không biết dịch tiếng Việt như nào, nhưng mà có thể dịch đại khái là performance có nghĩa là hiệu hiệu năng ha. Còn cái này là hiệu quả ha. Có nghĩa là một từ nó liên quan đến hơi tính hơi 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 kiểu physical một xí. Giả sử cái máy này có công suất giả sử 1.000 mã lực thì gọi là cái hiệu năng. Còn efficient là tính hiệu quả. À, cái máy đấy nhiều khi là nó hiệu cái công suất nó lớn nhưng mà nó không phù hợp vào cái môi trường này, không phù hợp cho cái nhu cầu này. Giả sử như là các bạn cần di chuyển từ trong những con đường nhỏ hay đường hẻm chẳng hạn, thì không thể nào mà dùng những cái xe phân khối lớn kiểu 1.000 mã lực này được. Thì khi thiết kế các cục lót trên cloud cũng tương tự như thế, không không phải việc là mình cứ chọn một con EC2 to khủng khiếp thì nó sẽ là mang lại hiệu quả cao của mình. Hiệu quả cao là cái việc mà khi chúng ta chọn một con EC2 mà nó vừa phù hợp với nhu cầu. Giả sử website của chúng ta mới chỉ có khoảng tầm giả sử là có 1.000 visitor một ngày thôi, thì không nhất thiết phải chọn một con cục lót quá khủng khiếp chẳng hạn con C4 C5 này chẳng hạn, mà chỉ cần có thể là chọn những con mà T3 hay là T2 thôi, nhiều khi cũng đã đáp ứng được rồi. Thì khi mà chọn các thành tố để xây dựng một kiến trúc trên cloud thì các bạn lưu ý là ngoài chọn việc là nó performance, nó cũng phải có tính hiệu quả nữa ha, chứ không phải là cứ chọn cứ to nhất hay là chọn xịn nhất là tốt. Thì đây là hai yếu tố mà kiểu như là một cái đầu vào một cái đầu ra để cân đối lại một kiến trúc người ta tốt hơn. Thì chúc các bạn có thể design những kiến trúc ở trên Azure Cloud mà vừa performance mà vừa efficient nữa.